rước lửa, lộ bằng chứng chí mạng, đẩy Mai Tiến Dũng vào lò. Siêu dự án 25.000 tỷ, phá nát cơ đồ ông bộ trưởng, liên quan như thế nào đến vụ Trương Mỹ Lan? Đây rồi, tác giả của câu nói bất hủ, nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm. Không biết rằng bây giờ, sau khi dẫm vào vết xe đổ của hai cựu bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, thì ông Mai Tiến Dũng cảm thấy thế nào với câu nói lúc trước của mình? Vậy điều gì đã khiến ông Mai Tiến Dũng, người đã nghỉ chế độ từ 3 năm trước, này lại bị khởi tố và tạm giam? Trước ông Mai Tiến Dũng là một loạt các vị quyền cao chức trọng đã ngã ngựa vì dính líu tới một siêu dự án nghìn tỷ, nhưng làm 10 năm không xong, làm mất rừng và thất thoát thuế nghiêm trọng. Được biết, siêu dự án bất động sản 25.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng khiến ông Mai Tiến Dũng vướng vòng lao lý. Nhiều người cho rằng có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định tố tụng với ông Dũng được nhà chức trách thực thi hôm 30 tháng 4. Việc bắt ông Dũng nằm trong diễn biến điều tra vụ án liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, C03 đã bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh. Trong số này, ông Quận bị điều tra lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, những người còn lại tội nhận hối lộ. Về siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đất thực hiện dự án rộng 3.595,45 ha, trong đó diện tích mặt nước là 1.959,87 ha, thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hìn và Ninh Loan, huyện Đức Trọng. Tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ đầu tư từ năm 2010 đến năm 2018. Dự án này đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng quy hoạch và xây dựng một số hạng mục công trình, một hội trường diện tích 100m², một hội trường phần thô, 15 căn nhà chuyên gia, san gạt đường giao thông, đường đất và một số đoạn đường giải đá cấp phối. Trước đó, hồi tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo, hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và vụ địa bàn 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra một số nội dung liên quan đến dự án. Ủy ban Nhân dân Lâm Đồng đánh giá, dự án đã được thực hiện theo các quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Sau một năm phê duyệt giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã triển khai các thủ tục đầu tư, hoàn thành các thủ tục đầu tư thuê đất, thuê rừng, quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế và tồn tại. Tỉnh này dẫn kết luận số 929 KLTTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ cho biết, sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất năm 2012, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đại Ninh không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quyết định số 737 QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 158/238 triệu đồng và số tiền chậm nộp là 104.230 triệu đồng dù được đôn đốc nhiều lần. Còn nợ đọng số tiền bồi thường tài nguyên môi trường rừng với số tiền 6/660 triệu đồng. Trong quá trình quản lý sử dụng đất, chủ đầu tư để người dân tái lấn chiếm, vi phạm quy định luật đất đai năm 2013. Mặt khác, khi triển khai dự án, doanh nghiệp còn vi phạm trật tự xây dựng hội trường không phép, 15 căn nhà chuyên gia không có quy hoạch chi tiết, xây dựng 1/500 không được phê duyệt, không có giấy phép xây dựng. Nguyên nhân chủ yếu cho chủ đầu tư chưa tập trung nguồn lực về tài chính và nhân lực để đầu tư hoàn thành dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chậm triển khai xây dựng các hạng mục công trình để phá rừng lấn chiếm đất. Trong thời gian tới, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng thực hiện nhiệm vụ sau khi có kết quả của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và vụ địa bàn 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiến nghị đề xuất giải pháp. Sau 13 năm được giao đất, Công ty Sài Gòn Đại Ninh hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án chỉ đạt gần 10%. Đáng chú ý, tại dự án này đã để rừng bị phá lên đến hơn 257 ha và trên 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Năm 2017, Sở Tài chính Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng 6,66 tỷ đồng. Nhưng đến giữa năm 2020, doanh nghiệp này mới chỉ nộp 1,67 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Chính phủ có kết luận 929 KLTTCP về việc công bố kết luận thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư,
trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Công ty này đã có văn bản gửi nhiều cơ quan chức năng kiến nghị xem xét lại việc thu hồi dự án. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thanh tra Chính phủ lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số 929 KLTTCP ngày 12 tháng 6 năm 2020 về việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra. Trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Đáng nói, ông Mai Tiến Dũng đã từng hai lần bị kỷ luật cảnh cáo. Đầu tiên là giữa tháng 1 năm 2023, ông Dũng lúc này đã nghỉ chế độ, bị Ban Bí thư Trung ương Đảng cảnh cáo khi còn tại nhiệm. Ông Dũng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu để một số cán bộ văn phòng chính phủ đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng và để một số cán bộ cấp dưới nhận hối lộ bị khởi tố bắt tạm giam. Tiếp đó tháng 3 năm 2023, ông bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Một năm hai tháng sau, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chính thức rơi vào vòng lao lý vì đại án ở Lâm Đồng. Mai Tiến Dũng 64 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế cử nhân luật. Ông Mai Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11-12, từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông giữ vị trí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, sau đó về nghỉ chế độ. Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bình Thuận đã bị Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa có văn bản số 1159 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. 12 cá nhân bị đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản gồm ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, cựu Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Lê Nam Hưng, nguyên Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận, ông Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi hồ sơ tài liệu liên quan 12 cá nhân trên về Bộ Công an. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương và 11 người liên quan về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có diện tích hơn 62 ha do Công ty Trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết thuộc Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án này trước đây là sân golf Phan Thiết. Nhưng chỉ sau hơn 2 tuần nhận chuyển nhượng sân golf, Rạng Đông có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Theo đó, ngày 25 tháng 11 năm 2015, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho diện tích 363.523 m², gồm đất ở kết hợp thương mại dịch vụ chiếm 58,57% diện tích dự án. Phần còn lại là diện tích không thu tiền sử dụng đất là 257.132 m² theo quy định, gồm các công trình công cộng, nhà trẻ chiếm 41,43% diện tích khu đất dự án. Tổng số tiền sử dụng đất mà Tập đoàn Rạng Đông phải nộp là 936,8 tỷ đồng. Tính chi tiết ra, giá đất bình quân chỉ là 2,5 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, giá đất thực tế tại thời điểm đó ở thành phố Phan Thiết và các tuyến đường nằm quanh dự án, khu đô thị du lịch biển Phan Thiết cao hơn nhiều lần, giá thấp nhất 10 triệu đồng một mét vuông, giá cao nhất 24 triệu đồng một mét vuông. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có thông báo về kết luận giám định tài sản. Theo thông báo này, kết quả định giá quyền sử dụng đất dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là hơn 2.863 tỷ đồng.
trong khi trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận lại phê duyệt giá đất là 936,8 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà tỉnh Bình Thuận đã áp thu đối với dự án nêu trên thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đánh giá là một trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức, liên quan nhiều bộ ngành địa phương, cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Xếp cùng loại với vụ án này là các vụ liên quan công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co-op. Các vụ án này đã được đưa ra báo cáo cập nhật tiến độ xử lý trong cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Nghe báo cáo các vụ án này, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá từ sau phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, việc điều tra truy tố xét xử các vụ án trên là minh chứng cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả hơn. Tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, có vụ vượt kế hoạch. Ngoài công tác điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục kinh nghiệm hay cách làm tốt trước đây, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Các vụ việc nổi cộng có nhiều dư luận liên quan suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra lớn, qua đó đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên. Trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gồm 3 nguyên bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đáng chú ý, từ kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán đã phát hiện 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển các cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định. Với tính chất là cấp chỉ đạo trực tiếp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc đang dở dang, khắc phục những khâu còn yếu. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến hết năm kết thúc xác minh xử lý 10 vụ việc, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Trong số này, nhấn mạnh ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Phấn đấu đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm, vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng liên quan đến hợp tác nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 với Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra tại Sài Gòn Co-op. Tổng Trọng choáng ngợp trước khối tài sản siêu khủng của ba mẹ con nhà cựu thứ trưởng. Tổ Lâm nóng mặt khi rõ chiêu hô biến đất vàng về túi riêng rồi cao chạy xa bay. Thưa quý vị, sau hàng loạt những ông trùm bà chúa nhúng chàm đã lộ diện trả giá trước lò Tổng Trọng, thì tới nay vẫn còn một đại án mà khiến tướng Lâm ôm hận vì chưa xử được cho dù tội tay trời của cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, dùng quyền lực biến của công thành của tư, rồi trốn sang nước ngoài trốn truy nã đỏ, sống cuộc sống như tiên đã lộ rõ. Nhưng được biết, bà Hồ Thị Kim Thoa từng lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, từ một doanh nhân lớn đến một vị thứ trưởng. Sau khi bị lộ ra những sai phạm nghiêm trọng được che đậy, thì bà đã cao chạy xa bay. Tuy nhiên, điều mà nhiều người thắc mắc nhất hiện nay là khối gia tài khổng lồ của bà và hai nữ ái vẫn còn nhờn nhơ ở đó thì thế nào? Không chỉ sở hữu số cổ phiếu khủng mà còn đang nắm chức vụ quan trọng trong Điện Quang, nơi thắp sáng cả nước. Vì thế mà dư luận còn tò mò thêm rằng liệu ai đang đứng sau bà trùm Kim Thoa và đại gia đình bà? Vì sao tới nay tài sản bà chưa vào lò cụ tổng? Liệu tứ trụ có mối liên kết gì với bà từ xưa? Cùng làm rõ ngay sau đây. Phơi bày khối tài sản khổng lồ của bà Hồ Thị Kim Thoa. Với trị giá cổ phiếu DQC và RDP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương trên sàn chứng khoán, ước chừng sở hữu gần 1.000 tỷ đồng, trong đó bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỷ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được khối tài sản đó. Cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không? Nguồn gốc số tài sản đó từ đâu? Nhìn lại thời điểm xuất phát của gia đình bà Thoa, toàn bộ gia đình, bố, mẹ, cá nhân bà Thoa, hai em ruột và hai con đều là viên chức, công chức, học sinh trưởng thành vào doanh nghiệp nhà nước. Qua tìm hiểu, cả gia đình bà Thoa xuất thân từ công chức, trước thời điểm là lãnh đạo bóng đèn Điện Quang, không có tài sản gì là lớn. Khối tài sản khủng này đối với gia đình công chức như bà Thoa
chỉ được hình thành trong thời gian bà nắm giữ chức quyền. Tháng 4 năm 2000, khi làm tổng giám đốc công ty Điện Quang, bà Thoa trực tiếp tiến trình cổ phần hóa. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, giá trị sổ sách để cổ phần hóa công ty Điện Quang là 245 tỷ đồng. Nhưng theo quyết định ngày 10 tháng 11 năm 2004, do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu ký, chuyển công ty Điện Quang thành công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang DQC, vốn điều lệ chỉ là 23,5 tỷ. Đồng thời, tại thời điểm này, công ty Điện Quang còn xóa được khoản lỗ kinh doanh trên 28 tỷ để thực hiện cổ phần hóa. Tháng 2 năm 2005, công ty Điện Quang cổ phần hóa, bà Hồ Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DQC. Số cổ phần bà Thoa nắm giữ liên tục tăng qua các năm lên tới hàng nghìn tỷ. Trong quá trình giữ chức quyền tại đây, để tăng cổ phần, bà Thoa dùng những thủ thuật chiêu trò nâng vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc thưởng cổ phiếu, đồng thời mua thêm hàng trăm nghìn cổ phiếu trong các phiên giao dịch trên sàn chứng khoán. Về vấn đề này, cơ quan chức năng đã chỉ rõ bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định theo điều lệ của công ty, đặc biệt là quá trình thoái vốn theo hình thức thỏa thuận chứ không đấu giá công khai. Ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 7 năm 2020, bà Thoa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước khi bị truy nã, bà Thoa được xác định hành vi đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc hô biến 6.000 m2 đất vàng, khu đất Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân. Vào năm 2016, bà Thoa từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Bà Thoa cũng bị Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương do còn liên quan đến một loạt những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hóa Bóng đèn Điện Quang và kê khai tài sản thu nhập không đúng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Thoa chính thức rời chức Thứ trưởng. Bà Thoa từng có 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang trước khi bà về làm Thứ trưởng. Từ năm 2000 đến năm 2005, bà là Tổng Giám đốc Công ty. Từ năm 2005 đến năm 2010, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Đến năm 2010, khi bà Thoa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại Bộ Công Thương thì ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc Bóng đèn Điện Quang được bàn giao lại cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng cho đến nay. Mới đây nhất, cơ quan chức năng cho biết chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa trốn ở đâu, hiện đang truy nã đỏ với bị can và kêu gọi bà Thoa sớm về nước trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng. Ban Bí thư đã có quyết định về việc khai trừ đảng với bà Hồ Thị Kim Thoa, vậy xử lý thế nào khi bà Thoa trốn ở nước ngoài? Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, hiện cơ quan chức năng cũng chưa biết bà Thoa trốn ở đâu. Biết thì bắt rồi, và nếu biết thì báo cơ quan gần nhất xử lý theo đúng quy định, ông Tô Ân Sô khẳng định. Ông Sô thông tin thêm, cảnh sát điều tra đã ban hành lệnh truy nã toàn quốc và truy nã đỏ với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Hiện đã có thư đề nghị động viên bà này sớm về nước trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng. Nhưng hiện nay chưa có thông tin các cấp thẩm quyền có liên quan về việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài. Nóng, tiếp tục làm mới sổ đỏ, thay đổi toàn bộ thông tin, có thể phải đổi sổ. Người dân cần nắm rõ luật, chậm trễ sẽ mất trắng gia tài. Thưa quý vị, tiếp tục một phiên sửa đổi đầy chấn động trên nội dung sổ đỏ. Theo đó, tại dự thảo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cơ quan soạn thảo đã đề xuất mẫu sổ đỏ mới với hàng loạt thay đổi so với bản sổ cũ. Do đó, người dân có thể phải đi đổi sổ đỏ theo mẫu mới, cần nắm chắc những điều sau đây để tránh mất trắng nhà cửa đất đai. Theo dự thảo thông tư, mẫu sổ đỏ mới sẽ có nhiều thay đổi so với mẫu sổ đỏ hiện hành. Cụ thể, sổ đỏ mới sẽ chỉ có 2 trang, gồm trang 1 có các nội dung như quốc hiệu, quốc huy, mã QR code, tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất in màu đỏ, mục 1, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, mục 2, thông tin thửa đất, mục 3, thông tin tài sản gắn liền với đất, mục 4, ghi chú, mục 5, sơ đồ thửa đất. Địa danh ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải trang 1 của giấy chứng nhận. Nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận. Trang 2 của sổ đỏ gồm các nội dung: mục 6, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận, số và sổ cấp giấy chứng nhận. Trong khi đó, mẫu sổ đỏ hiện hành có 4 trang. Trang 1 gồm quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất in màu đỏ.
Mục 1, tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và số phát hành giấy chứng nhận, số seri gồm 2 chữ cái tiếng Việt và 6 chữ số được in màu đen, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trang 2 in chữ màu đen gồm mục 2, thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú. Ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp giấy chứng nhận, số và sổ cấp giấy chứng nhận. Trang 3 in chữ màu đen gồm mục 3, sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và mục 4, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận. Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục 4, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận, nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận, mã vạch. Ngoài ra còn có thể có trang bổ sung giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ, trang bổ sung giấy chứng nhận, số hiệu thửa đất, số phát hành giấy chứng nhận, số vào sổ cấp giấy chứng nhận và mục 4, những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận như trang 4 của giấy chứng nhận. Ngoài ra, theo đề xuất mới, sổ đỏ sẽ có mã QR code trên góc phải. Mẫu sổ đỏ hiện hành theo thông tư 23/2014/TT-BTNMT, không có in mã QR, song ở trang 4 có in mã vạch. Không chỉ có vậy, kích thước của sổ đỏ theo đề xuất mới lớn hơn, gồm một tờ có 2 trang, có kích thước 210x297mm. Mẫu sổ đỏ hiện hành gồm một tờ có 4 trang, mỗi trang có kích thước 190mm x265mm. Đặc biệt, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất thay đổi vị trí quốc huy trên mẫu sổ đỏ mới. Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang 1 thay vì chính giữa như hiện tại, đồng thời thay đổi dòng chữ tên gọi của sổ đỏ. Dòng chữ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chuyển thành quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Về việc đổi sổ đỏ theo luật đất đai 2024, sổ đỏ sổ hồng đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 vẫn có giá trị pháp lý, nên dù mẫu sổ đỏ mới có thay đổi một số nội dung thì người đã được cấp sổ không bắt buộc phải làm thủ tục cấp đổi, trừ trường hợp có nhu cầu. Nóng, vụ 6 người bắt do nổ lò hơi tại Đồng Nai, tạm hoãn xuất cảnh với 7 người nước ngoài, Thủ tướng ban lệnh khẩn quyết làm tới bến. Liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người bắt và 5 người bị thương, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 trường hợp là người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại Hội nghị Giao ban Kinh tế Xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai, tổ chức ngày 4 tháng 5. Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, điều động các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp nhiệm vụ điều tra. Trước đó, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, khiến 6 người mất và 5 người bị thương. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đổ gỗ với hơn 400 lao động. Thời điểm xảy ra tai nạn, tại đây có 42 người đang làm việc. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 42/CDTTG ngày 1 tháng 5 năm 2024 về vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 8 giờ 30 phút đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, khiến 6 người mất và nhiều người bị thương. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi động viên, hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. 3. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát kỹ quy định, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất công nghiệp, vận hành lò hơi, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự. 5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả các lĩnh vực.